Mình sử dụng định mức ở đây ấy. Tại sao mình lại sử dụng định mức? Và cái bản chất của định mức là dùng để làm gì? Thực chất bản chất của định mức là để xác định được chi phí thi công xây dựng phụ thuộc vào cái biện pháp thi công. Và thường cái chi phí mà bóc theo định mức ấy, thấy chưa? Nó sẽ chính là cái cơ sở để mà đưa ra được giá cho một gói thầu thi công và xác định được giá xây dựng cho một công trình. Được chưa nào? Nó không phải là cơ sở duy nhất để xác định được khối lượng và tiến độ thi công. Tuy nhiên, ở đây thì là mình không có nguồn để mà biết được cái năng suất chính xác của tổ đội thợ thi công công việc đó. Bởi vì cô làm gì có thợ trong tay, kem làm gì có thợ trong tay, đúng không? Mình không biết được cái điều đó và mình cũng không có một tài liệu thống kê nào về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt cung cấp dữ liệu từ các cái nhà thầu thi công xây dựng về năng suất tổ đội thợ của họ. Thế nên mình không có một cái căn cứ cụ thể để xác định được rằng là à, với khối lượng công việc ví dụ như 100 khối bê tông thì với tổ đội thợ ABC nhân công bậc như thế này thì tôi thi công mất bao nhiêu thời gian. Không có cái năng suất thực tế đấy, mà hoàn toàn là gì ạ? Phải căn theo định mức. Mà thực tế định mức mà để ra công lao động là để tính chi phí là chính, hiểu ý không? Ca máy cũng thế, để chính chi phí thuê ca máy. Chứ thực tế hiện nay rất nhiều các mã định mức đưa ra nó không phù hợp với thực trạng thi công xây dựng. Có mã định mức thì ví dụ như tính cái mức nhân công, ví dụ như một ngày mà xây chát khoảng 100 mét vuông tường, được chưa? Thì lại tính quá ít. Trong thực tế nó sẽ đòi hỏi nó nhiều hơn, nếu mà tính ra giá theo định mức thì chỉ có bao nhiêu? 20 30 nghìn thôi, 100 mét vuông tường, nhưng thực tế ngoài ngoài hiện trường tính đến hàng trăm nghìn. Đấy nhá. Nên nên là nhá, có những cái định mức cho rất cao, có những định mức cho rất thấp. Nên lúc em làm đồ án mà em vẽ ra cái biểu đồ tiến độ và em xác định được cái công thi công ấy thì sẽ thấy rằng có những công việc dùng cao một mức vô lý. Ví dụ như bê tông là hay bị cao vô lý này. Được chưa? Thép cao vô lý này, cốt thép cao vô lý này, một số công tác hoàn thiện nó cũng sẽ rất nó cao vô lý. Thế thì có cách nào để mình sẽ sát với thực tế hay không? Thực ra thì không có cách nào cả, mà là chỉ do giáo viên định hướng các em tại thời điểm hiện tại thôi. Còn mai kia đi làm thì là với mỗi một cái doanh nghiệp nó sẽ có một cái định mức nội bộ riêng, được chưa? Để mà mình đưa ra các con số đấy. Đấy, phải hiểu là như thế nhé, bản chất nó là như vậy.